Còn nghe nó qua là còn có cái dữ. Đây phim hết lộ gì mà. Sau khi mọi người coi xong rồi mọi người kêu thôi giấu mặt đi chị ơi. À, hồi qua coi cái clip vẫn thả quên đầu anh á, sao coi hoài. Thì nó mắc cười mà.